xuất phát điểm cực tốt, được người ta gán cho biệt danh là Tiểu Pele. Cũng chính Pele đặt nhiều niềm tin vào anh nhất và tin rằng anh sẽ kế tục ông một ngày không xa. Robinho có một nền tảng không thể hoàn hảo hơn để vươn lên tới tầm vĩ đại. Nhưng như đại đa số các cầu thủ Brazil xuất thân từ đường phố, vươn lên rất nhanh và lụi tàn cũng nhanh không kém. Tiền bạc, danh vọng, sự phù phiếm xa hoa là liều thuốc hại chết những giấc mơ. Các cầu thủ xuất thân từ nghèo khó nếu như không biết tránh né những điều đó sẽ chẳng thể nào giữ được đỉnh cao lâu dài. Rất nhiều những siêu sao lừng lẫy của Senegal đã đi vào con đường ấy và mãi mãi chẳng tìm thấy lối ra. Robinho không phải là đầu tiên, nhưng cũng là một trong số những trường hợp tiêu biểu nhất. Robinho sinh ngày 25 tháng 1 năm 1984 trong một gia đình khó khăn tại São Vicente, Brazil. Anh bắt đầu chơi bóng trong những khu chuột tại đây và cũng là đứa trẻ xuất sắc nhất trong đám bạn cùng trang lứa với mình. Khi mới 15 tuổi với tài năng đặc biệt, Robinho đã nhanh chóng lọt vào mắt xanh của vua bóng đá Pelé. Ông đã giúp anh ký hợp đồng với Santos. Từ đó bao nhiêu sự kỳ vọng, tâm huyết đều được dành hết cho chàng trai trẻ này. Cũng như vua bóng đá Pelé, Santos là bệ phóng và sự tiến bộ thần kỳ đã làm người ta phải đem anh ra so sánh với Pelé. Trong số những người tin Robinho sẽ trở thành Pelé của thời đại mới, thật không may, có chính Pelé. Pelé đã nói như thế về Robinho. Robinho có thể vượt qua thành tựu của chính tôi từ trước, tạ ơn Chúa vì đã đem đến một Pelé mới xuất hiện ở chính Santos này. Pelé là một trong những cầu thủ vĩ đại nhất làng túc cầu, mà nói cho chính xác là người vĩ đại nhất. Vĩ đại trong phương diện bóng đá bao nhiêu thì ông cũng vĩ đại trong khoảng tiên tri ngược bấy nhiêu. Robinho là một trong những trường hợp dự đoán ngược điển hình của Pelé. Tạm gác qua câu chuyện đó, Robinho thực sự là một cầu thủ có tài, khả năng xử lý bóng của anh chẳng thua bất kỳ cầu thủ nào trải dài qua suốt lịch sử bóng đá. Dù khi những nhận xét đầu tiên được đưa ra, anh vẫn chưa chạm ngưỡng tuổi 20. Nhanh nhẹn, xử lý bóng điều nghệ, tinh tế, đầy biến ảo, đột biến, khôn ngoan và giàu năng lượng. Robinho hội tụ đủ tất cả các yếu tố của một ngôi sao tầm cỡ khi còn rất trẻ. Anh giúp Santos vô địch Brazil 2 lần trong vòng 3 năm. Nổi tiếng và thành danh quá sớm với những cầu thủ chưa trải hết sự đời như Robinho là một mối nguy hại quá lớn. Trên sân bóng anh vẫn chơi rất tốt nhưng sự cố liên quan đến vụ bắt cóc mẹ anh diễn anh. Anh lao đầu, buồn rầu và khi mọi chuyện được giải quyết êm xuôi, anh đã mất niềm tin vào an ninh Brazil. Đúng lúc đó, những đội bóng ở châu Âu ve vãn và anh đã không mất quá nhiều thời gian để quyết định. Real Madrid là đội bóng nhanh chân nhất, 24 triệu được chuyển đi. Và tài năng trẻ người Brazil đến với một câu lạc bộ vĩ đại tại châu Âu với nhiều hoài bão. Được trao lại chiếc áo số 10 của huyền thoại Figo. Trong mùa giải đầu tiên, Robinho ghi được 14 bàn sau 37 trận. Anh có kỹ thuật cá nhân đặc trưng của các cầu thủ Brazil, mang ADN Brazil, khả năng qua người đa dạng, những pha đảo chân ngẫu hứng, sử dụng nhuần nhuyễn nhiều kỹ năng rơi bóng. Tháng 6 năm 2007, Real Madrid ăn mừng chức vô địch La Liga sau một mùa giải đầy cam go. Đội bóng Hoàng gia đã thực hiện cú nước rút ngoạn mục để đăng quang qua Barca và Sevilla. Một tháng sau đó, Brazil ngạo nghễ lên ngôi tại Copa America. Đoàn quân xứ xâm 3-7 Argentina với tỷ số 3-0 trong trận chung kết. Điểm chung lớn nhất giữa hai chiến công ấy không ai khác ngoài Robinho. Đó cũng là khoảng thời gian được cho là đỉnh cao trong sự nghiệp cầu thủ từng được mệnh danh là Tiểu Pelé. Cũng trong năm đó, anh lọt vào top những cầu thủ xuất sắc nhất thế giới. Nhưng cũng ở chính Real Madrid, Robinho thể hiện cái tính lười nhác không chú tâm vào tập luyện, không chỉ học tiếng Tây Ban Nha để hòa nhập cùng các đồng đội và chỉ chơi với mỗi mình Ronaldo de Lima. Đáng nói là vào thời điểm đó, Robéo đã mê tiệt tùng hơn đá bóng và Robinho bị cuốn vào vòng xoáy ấy. Anh bị huấn luyện viên ghét ra mặt vì thói vô kỷ luật. Giám đốc thể thao của Real đã vài lần gặp mặt Robinho bước vào sân trong tình trạng người nồng nặc mùi rượu. Ở Madrid, Robinho tâm sự với Ronaldo về là tuyển Brazil. Anh lại kết thân với Ronaldinho. Năm 2007, Real và AC Milan không thấy hai cầu thủ của họ trở lại sau được triệu tập. Hóa ra cả hai đã say không biết trời trăng gì trong một hộp đêm sau khi Brazil đánh bại Ecuador 5-0. Nói về ăn chơi thì trước đó một chút, có một giai thoại kể lại rằng trong lần tập trung cùng đội tuyển quốc gia, Ronaldo de Lima đã bước tới và đẩy vào người Robinho một quyển tạp chí người lớn và nói rằng cậu chọn theo tôi hay là gia nhập nhóm với Kaká. Nhóm của Ronaldo là nhóm ăn chơi với những bữa tiệc thâu đêm, ngập tràn thức ăn và tình dục, nơi đây có mặt của Ronaldinho, tay chơi khét tiếng của làng túc cầu. Nhóm của Kaká là nhóm trang ngoan khi Kaká vốn dĩ là một cầu thủ sống nghiêm chỉnh từ đầu đến chân. Tất nhiên, thành danh nhanh chóng, tiền bạc đầy túi, Robinho nhanh chóng chọn ăn chơi như Ronaldo để bù đắp cho quá khứ nghèo khó của mình. Cứ đắm mình vào những buổi tiệc kiểu ấy sẽ rất sớm để những cầu thủ đánh mất phong độ của mình. Chán nản đến mức chẳng thể chịu nổi, mùa giải 2008-2009,
Real Madrid trước này đã chuyển hướng sang Ronaldo của Manchester United và muốn đẩy Ronaldo sang Chelsea, nhưng thương vụ đổ bể vào phút chót. Mọi chuyện càng trở nên tồi tệ hơn khi chủ tịch của Real Madrid khi ấy khẳng định không bán được Ronaldo đi thì sẽ loại luôn khỏi tập thể ấy, chứ chẳng để cho anh thêm một cơ hội nào nữa. May mắn thay, Manchester City lúc này đã về xếp Mansour. Ông chủ tài phiệt này đang có tham vọng muốn biến nửa xanh thành Manchester trở thành thế lực thách thức mọi đội bóng bằng cách rót thật nhiều tiền để mua những ngôi sao. Và Ronaldo được đưa về vào những ngày cuối cùng của thị trường chuyển nhượng. Đây cũng chính là bản hợp đồng bom tấn đầu tiên của Man City dưới thời Sepp Mansour trước khi trở thành ông lớn của bóng đá Anh như thời điểm hiện tại. Khoảng thời gian đầu tại Man City, người ta lại chứng kiến một Ronaldo bùng nổ như lúc đỉnh cao ở Tây Ban Nha. Hy vọng càng lúc càng dâng cao thì chính Ronaldo lại dập tắt nó. Vấn đề nằm ở chỗ, Ronaldo coi Man City là đội bóng quá nhỏ so với tầm vóc của anh. Anh cho rằng mình quá giỏi so với những cầu thủ còn lại của đội bóng. Anh tỏ thái độ kinh kiệu với tất cả mọi người. Ronaldo cho rằng được đứng chung sân tập với anh là vinh dự cho những cầu thủ khác. Mùa giải thứ hai bắt đầu bằng những màn trình diễn chẳng biết đâu mà lần khi thì hay, lúc thì dở. Ổn định không phải là từ được dùng để nói về Ronaldo cả trong lẫn ngoài sân bóng. Khi những trận đấu kết thúc cũng là lúc anh quậy tưng bừng với những cuộc vui, và trong một lần như thế, anh đã phải qua đêm ở đồn cảnh sát vì cáo buộc hiếp dâm. Cuộc sống ở Anh chẳng còn hứng thú với Ronaldo và ban lãnh đạo Man City chẳng còn thiết tha gì với cầu thủ Brazil, nên anh trở về Santos theo dạng cho mượn nửa mùa giải rồi được AC Milan giang tay đón nhận. Zlatan Ibrahimovic là người đã đề nghị với ban lãnh đạo tiếp cận trường hợp của Ronaldo. Còn Ronaldinho thì nói nhỏ với anh rằng tại Milan có những hộp đêm rất tuyệt vời. Ở nước Ý, Ronaldo đã có những đóng góp đáng kể cho câu lạc bộ chủ quản bên cạnh những Ibrahimovic hay là Pato. 15 bàn sau 45 trận ở mùa giải đầu tiên và giành lấy chiếc cúp Scudetto năm đó là thành tích không tệ một chút nào. Nhưng một lần nữa, cái thói ăn chơi của Ronaldo lại làm hại chính anh. Anh không thể hiện được nhiều tại mùa giải tiếp theo và còn bị dính thêm các án hiếp dâm khác nữa tại hộp đêm vào năm 2013. Nạn nhân là một phụ nữ Albania mới 22 tuổi. Có lẽ thời thù thì của Ronaldinho vẫn còn được Ronaldo khắc cốt ghi tâm. Từ một cầu thủ sở hữu những đôi chân ma thuật, tạo nên những pha xử lý lay động lòng người, Ronaldo lại được gán cho biệt danh là Robin Hood nhằm ám chỉ sự cứng nhắc trong từng động tác. Đó là sự mỉa mai cực lớn dành cho một tài năng xuất thân từ một nền bóng đá cực lớn mang tính hoa mỹ như Brazil. Rời khỏi AC Milan, anh phiêu bạt về lại chính Santos, sau đó sang Trung Quốc một năm, rồi về lại Brazil trong màu áo của Atlético Mineiro. Anh đã có thêm 2 năm chơi bóng tại vô địch dẫn gia Thổ Kỳ. Dù vẫn đang thi đấu ở châu Âu, nhưng cái tên Ronaldo dường như đã chìm vào quên lãng hoàn toàn, và chỉ còn nhắc đến bằng các video biểu diễn kỹ thuật cá nhân ở trên mạng. Tuổi 35, thời gian chơi bóng của Ronaldo không còn gì nữa, và thời đỉnh cao của anh đã nằm lại trước khi anh kịp gặt hái cho bản thân những danh hiệu lớn. So sánh với Pelé là điều không dễ, nhưng nếu nhìn lại trường hợp của Ronaldo thì chính anh đã sống trong sự so sánh đấy quá lâu và để bản thân tự mãn quá sớm, khác với các cầu thủ khác ở châu Âu. Nơi đề cao các lối sống lành mạnh và chăm chỉ vươn lên thì những cầu thủ xuất thân nghèo khó từ Nam Mỹ lại bị cuốn vào sự sa hỏa, trụy lạc quá sớm rồi đánh mất mình. Trường hợp của Ronaldinho đã là một ví dụ điển hình thì không lâu sau đó, Ronaldinho nổi bước. Lời tiên đoán và kỳ vọng của Pelé bây giờ có thể khẳng định là lệch xa vạn dặm. Ronaldinho không bao giờ có thể vươn lên đến đỉnh cao như kỳ vọng. Nổi tiếng quá sớm và lụi tàn quá nhanh, đó là bi kịch của một tài năng xuất chúng, nhưng cũng không biết kiềm chế bản thân mình. Nhắc về Ronaldinho, chắc đa số phải tìm trên mạng để xem lại anh đang ở đâu và án tù 9 năm mà tòa án Italia tuyên phạt có hiệu lực hay chưa. Dù gì đi chăng nữa, hậu quả của ngày hôm nay là do chính bản thân của Ronaldo tự chuốc lấy, chứ không có bất kỳ lý do gì khác để có thể bào chữa. Từng là ngôi sao mai hứa hẹn sẽ tiếp tục lớp siêu sao mà Brazil đã từng sản sinh, cái tên Ronaldo đã biến mất khỏi bản đồ bóng đá thế giới lúc nào không hay.